Ok, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube Hiếu Hiền.vn. Mình là Trường Lê. Ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một video clip so sánh hai em loa đến từ thương hiệu Agnos, vừa mới xuất hiện trên thị trường thôi nhưng mà đã giành được rất nhiều sự quan tâm cũng như sự chú ý của anh chị khách hàng. Đó là hai em loa nào? Thứ nhất là NL446R và thứ hai là NL4501 anh em. Ok, bây giờ mình và anh em sẽ cùng nhau vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi so sánh hai em loa này anh em. Đầu tiên là về thiết kế nè, anh em có thể thấy cả hai em loa đều được thiết kế dạng thùng gỗ. Ở phía bên trên mình có một cái quai sách nè anh em. Đó, mang thương hiệu Agnos ha. Ở bên ngoài được bọc một lớp da màu đen, rất là đẹp, rất là cao cấp luôn. Ở phía trước anh em có thể thấy là được bọc bao phủ bằng một tấm e căng bằng vải ha. Và mình thấy là hai em loa này có những cái nét khá là tương đồng nha anh em. Về phần kích thước nè, anh em có thể thấy về phần kích thước thì khá là tương đồng với nhau. Về phần cân nặng thì cả hai em loa đều có cân nặng là 13kg anh em. Kích thước thì mình sẽ để như trên màn hình cho anh em dễ theo dõi. Và nếu mà nó giống nhau như vậy thì nhìn bên ngoài vào thì làm sao để phân biệt đâu là Agnos NL4501, đâu là Agnos NL446R. Đây anh em có thể dựa vào cái logo nè. Đó, nếu mà logo cabin box này nằm ở giữa thì là em lo Agnos NL446R nha anh em. Còn nếu mà nằm ở phía một bên góc như thế này là Agnos NL4501 nha. Đó, hoặc là anh em có thể nhìn vào ở phía sau, ở phía sau loa cũng có ghi cái thông tin của loa, tên model của từng dòng loa ha. Rồi, tiếp đến là mình sẽ tìm hiểu về phần bảng điều khiển của cả hai em loa ha. Thì khi mà mình nói về bảng điều khiển của cả hai em loa này, mình có một nhận xét như thế này. Bảng điều khiển được thiết kế bằng chất liệu là nhôm xốp là cái thứ nhất. Thứ hai là sở hữu một màu vàng gold rất là đẹp luôn anh em. Bảng điều khiển của cả hai em loa này thì mình thấy khá là giống nhau anh em. Đều được trang bị những cái nút hiệu chỉnh, những cái phần nút chức năng. Đó, ở đây thì về những nút hiệu chỉnh thì mình sẽ có thể hiệu chỉnh được phần bass nhạc nè, chép nhạc nè, âm lượng nhạc nè, một nút âm lượng tổng nè. Về phần micro thì mình có thể hiệu chỉnh âm lượng cho từng micro nè. Rồi mình có thể chỉnh được bass chép của micro nè. Và đặc biệt là một điểm cộng, một sự khác biệt được trang bị ở trên cả hai em loa này so với những em loa trước của dòng Agnos, đó chính là được trang bị đầy đủ cả ba chức năng là Echo, Delay và Reverb anh em. Thì ở một số cái dòng loa trước của hãng Agnos thì chỉ trang bị cho mình là Echo, Delay ha, hoặc là chỉ có Echo hoặc là chỉ có Delay. Tuy nhiên ở hai em loa mới này thì đều được trang bị cả ba chức năng đầy đủ luôn cho anh em mình, đó là Delay, Echo và Reverb ha, rất là xịn sò luôn. Echo là chức năng tạo tiếng vang, Delay là tạo độ trễ, Reverb là chức năng hòa trộn giọng hát và nhạc nền giúp cho phần trình diễn của mình nó được mượt mà, mềm mại, hài hòa hơn ha. Về những nút chức năng thì cả hai em loa đều trang bị cho mình những chức năng khá là xịn sò luôn nha anh em. Đầu tiên là phải kể đến chức năng Bass Boost, đó là chức năng gia tăng âm rền ha. Đối với những bài nhạc EDM, những bài nhạc sôi động thì chức năng Bass Boost này sẽ giúp gia tăng âm rền, đó giúp cho cái lực bass của mình nó mạnh hơn, nó đầy hơn anh em. Rồi, thêm một chức năng khá là xịn sò và hiện đại ở trên cả hai em loa Agnos NL4501 và Agnos NL446R, đó là chức năng chống hú di tần FBC anh em. Cả hai em loa đều được trang bị chức năng chống hú FBC nha anh em. Thì khi mà anh em sử dụng chức năng này thì anh em sẽ ấn giữ vào nút FBC trên đây và cái đèn báo FBC sẽ sáng lên. Tiếp đến là ở trên cả hai em loa sẽ trang bị cho mình những cái đèn báo luôn. Ở đây thì mình sẽ có một số đèn báo như là đèn báo pin nè, đèn báo tình trạng kết nối Bluetooth nè, đèn báo bass boost nè, đèn báo chức năng chống hú FBC nè. Và ở đây mình cũng chia sẻ thêm là có một số anh chị khách hàng đến và mình mua loa, mua những cái em loa như thế này và có một cái đèn báo pin, thì anh chị hỏi là em ơi làm sao mà mình có thể biết được là em loa mình đang trong tình trạng pin yếu, pin thấp hay là pin như thế nào. Đối với ở hai em loa mà mình đang nói ở đây nha, mình có một cái đèn báo battery là đèn báo pin nè. Khi mà anh em mở loa lên thì đèn battery này nó sẽ sáng đèn lên, tức là em loa mình đang đầy pin ha. Còn nếu mà đèn battery này nó sáng nhấp nháy thì là đang ở mức trung bình ha, đang ở mức trung bình, mức pin là mức trung bình. Còn nếu mà cái đèn battery của mình nó nhấp nháy liên tục thì tức là đang báo pin yếu nha anh em. Đó, lúc đó là mình cần ghim sạc ha. Còn nếu mà chớp tắt chậm thì là lúc đó mình đang cắm sạc đó. Rồi, đó là một số chia sẻ của mình ha. Tiếp đến là mình sẽ tìm hiểu về phần những cái cổng kết nối. Thì ở cả hai em loa mình sẽ được trang bị những cái cổng kết nối khá là giống nhau luôn anh em. Ở cả trên hai em loa đều trang bị cho mình một cổng cắm AC để mình có thể sạc ha anh em. Trang bị cho mình một cổng cắm micro và một cổng cắm nhạc cụ sử dụng jack là jack 6.35mm ha anh em. Rồi, mình thấy là loa cũng trang bị cho mình những cái cổng mà mình có thể lấy nhạc nè. Ví dụ cổng AUX output,
và iOS input. Đó, đối với iOS input thì anh em có thể sử dụng một cái jack đầu là 3.5, anh em cắm vào loa, và đầu còn lại anh em kết nối với điện thoại, anh em phát nhạc ra loa. Còn đối với iOS output thì mình có thể dùng một cái đầu jack 3.5 mình cắm vào loa, đầu còn lại mình cắm vào một cái loa khác nữa để mà mình có thể tăng thêm cái công suất sử dụng ha. Rồi, tiếp nữa là mình thấy là trên hai loa sẽ trang bị cho mình một cái cổng optical để mà mình có thể kết nối với Smart TV. Mình lấy âm thanh ở trên Smart TV mình truyền xuống loa ha anh em. Rồi, ở cả hai loa cũng trang bị cho mình thêm một cổng cắm USB. Mình có thể chép nhạc vào USB, mình cắm vào và mình chơi nhạc trên loa ha anh em. Một điểm khác biệt giữa hai em loa này đó chính là phần khởi động ha anh em. Đối với em loa Agnos NL4501 thì mình sẽ có một cái nút nguồn ở phía sau nè. Mình chỉ cần mở nút nguồn lên là loa sẽ hoạt động. Còn ở em loa Agnos NL446R thì mình sẽ có một cái nút nguồn ở phía trên anh em. Anh em nhấn giữ vào nút nguồn thì loa sẽ hoạt động ha. Đó là sự khác nhau về cái khởi động của hai em loa. Về thời gian sử dụng thì cả hai em loa đều có khoảng thời gian sử dụng dao động từ 4 tới 8 tiếng tùy thuộc vào cái công suất mà anh em sử dụng. Anh em sử dụng ở mức công suất lớn, ví dụ 90-80% thì mình có thể kéo dài thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng, 7 tiếng. Còn nếu mà mình sử dụng ở một mức âm lượng trung bình 50-60% thì mình có thể kéo dài cái thời gian sử dụng của mình ra ha. Về phần trang bị âm thanh thì ở em loa Agnos NL446R sẽ trang bị cho mình tổng cộng là 4 củ loa cho ra 2 đường tiếng. Trong đó sẽ trang bị là 2 loa full 6.5 inch và 2 loa chép cho công suất là 450W. Còn ở em loa Agnos NL4501 thì sẽ trang bị cho anh em tổng cộng là 5 củ loa cho ra 2 đường tiếng. Trong đó mình sẽ được trang bị là 2 loa full 6.5 inch và 3 loa chép cho công suất là 600W anh em. Và ở đây có một lưu ý, những cái công suất mà mình vừa nêu ở trên là công suất cực đại anh em. Công suất BMPO, công suất đẩy. Còn nói về công suất thực, ở em loa Agnos NL446R thì sẽ có mức công suất thực là 100W. Ở em loa Agnos NL4501 có công suất thực là 150W anh em. Cả hai em loa Agnos NL4501 và Agnos NL446R đều đáp ứng hầu hết các tiêu chí để mình có thể vận chuyển bằng đường hàng không nha anh em. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bây giờ mình sẽ test thử chức năng SBC trên cả hai em loa Agnos NL4501 và Agnos NL446R anh em. Hiện tại thì mình đã mở chức năng SBC, chức năng chống hú trên cả hai em loa rồi. Bây giờ mình sẽ test thử micro xem nó có hú không nha. Bây giờ mình sẽ test thử em loa đầu tiên là em loa Agnos NL4501 nha. Khá là xịn sò ha. Rồi bây giờ mình sẽ test thử chức năng SBC, chức năng chống hú của em loa Agnos NL446R nha anh em. Ok, xịn sò chưa? Rồi ha.